Chào cả nhà nhé. Hiện tại Ngọc Lâm đang có mặt ở trụ sở phía nam của Puget ở quận 9, và cái này cũng là nơi mà trưng bày sản phẩm của Puget cả nhà. Có rất là nhiều sản phẩm. Đây là máy uống chén này, rồi máy ép sữa, tất cả mọi đồ chim cung cầu, máy tay vịn, máy tay vịn số 5 lên. Còn bên kia là có cái máy ép. Bây giờ mình vào thăm để em chỉnh cái mình thăm đi vào đường này đi cho nó đây ha, nhìn cho được cả nhà mình đi vào đây nè, trong đường trong mình em là thì bây giờ là mời cả nhà cùng đi đóng cửa lại ha. Đây là giới thiệu cả nhà, đây là bạn Ngọc Lâm, và là người gọi là thầy giáo xe lăn nổi tiếng trên nền mạng, cũng là một anh chị em đây là đại lý của Ruby. Okay, đây là cái những sản phẩm này, sản phẩm này mình, đúng không? Những sản phẩm mà mình trưng bày, sản phẩm trưng bày để dinh dưỡng, đúng rồi. Si choi qua si rồi xong quán cà sản phẩm nên xong. À, bên kia là máy lọc nước này. Bạn làm rất là tốt, bạn làm rất là chuyên nghiệp luôn nha. Đây là cái sản phẩm mà của Phu Trang trưng bày. Máy đi chén rồi máy giặt. Máy đi chén, nếu là máy đi chén ở đây. Máy lọc nước, máy lọc không khí. Ở đây chỉ là trưng bày một vài cái sản phẩm, còn có hai bên riêng. Thì mình sẽ có thời gian mình sẽ làm hai bên riêng ha. Nếu mà có thời gian mình sẽ làm hai bên luôn. Đây này là cái nồi. Ai chụp dùng cho Lâm và đang là chồng Lâm với lại bạn Lâm. Đây các bạn để mình đi vào trong này để bắt đầu tham quan. Còn cái đó là sản phẩm cho biotic. Rất là nhiều sản phẩm cả nhà ơi. Rồi có tảo Nhật Bản kìa. Rồi nội tiết tố của nữ này. Rất là nhiều. Các bạn mời cho đây là những cái đơn hàng sau khi được lấy ra thì đưa lên băng chuyền như thế này.
đây đây đây, chúng ta vẫn đang chuẩn bị nóng nóng lên. Đây là dây chuyền để đưa cái sản phẩm ra. Đây. Đây là các anh chị đang nóng lên đây, đang nóng hàng. Nóng hàng bằng công nghệ hết ha. Đây, bên này đây đầu tiên là khi mà mỗi vụ việc đóng một đơn hàng. Rồi các bạn cùng theo dõi chương trình đóng một đơn hàng của cùng công ty nhé. Sau cái đơn hàng đã được lấy một cái đơn hàng đấy, mình canh bằng mắt, mỗi vụ việc là còn làm nhìn cái vụ nó vừa bằng cái tổng của mình đấy, nó có số mỗi đây là số 5 đấy, mình canh cho nó vừa cái phòng đấy. Phòng thì bị cắt công ở 5 lớp rất là dày đấy. Bây giờ chương trình nó có bao quanh bốn mặt luôn. Đó. Mình xếp cái đơn hàng vô. Cái mút là mình đóng bằng mình gói là cái mút rồi xong rồi mình đóng thêm cái mút nữa. Mình có một tờ cam kết chất lượng sản phẩm. Cam kết chất lượng sản phẩm. Một cái mã đơn hàng, mã đơn hàng đặt hàng, cái đó mình đóng bên trong cảm thấy nó chưa chắc chắn và mình có cái trên có cái đơn hàng bên trong nó chắc chắn lại, có thể không bao giờ bị mất hết. Trong rất là chắc chắn, một đơn hàng rất là chắc chắn, sau mình đóng lại. Sau đó tờ cuối cùng là cái tên khách hàng của tên đó, tên người đặt hàng đó, sau mình nói đây. Hoàn thành một đơn hàng rất chắc chắn, thả xuống là mà có sự đồng hồi rất là cao, hàng hóa thì nó rất chắc chắn. Rồi thứ hai là cái chi phí đây là mình sản xuất ra luôn, mà hết bao nhiêu đơn hàng hết bao nhiêu quay ra đó, để sản xuất chi phí lần này sản xuất chi phí. Cái này là bóc thì bóc cái quay đó, chế độ quay đó, có tiền hết bao nhiêu đó, bút ra, mình nhí cái đỏ cái, đó nó quay, đó, có tiền lời hết bao nhiêu này lại nhí lúc đó là không phải, đó, 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 không phải, quá đẹp đúng không ạ? Hết bao nhiêu là được ra thì thấy bấm lên nút đỏ tiền ấy tự quay.
nhé. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Cả nhà ơi, đây là cái kho hàng đây, là lưu trữ rất là nhiều sản phẩm, mọi người cùng Ngọc Lâm review xem nhé. Đây là sữa nè, đây là sữa non, đây là tất cả các hàng hóa đây. Đây là trà, trà Đinh Lăng trong kệ này, quá trời luôn. Nguyên một sản phẩm mà nguyên cái một tẩy toàn là kệ kho hàng không? Cái kệ đúng rồi, để dòng những dòng sản phẩm. Đó, đây là cái dòng sản phẩm của Rocky ở nhà rất là nhiều. Nói chung là gần 2.000 mà hơn 2.000 mặt hàng. Các sản phẩm của Rocky của mình đều nằm ở trên kệ đây hết. Còn là những sản phẩm chất lượng. Và trước khi những cái hàng hóa của Rocky được đưa vào trong kho kệ như này là đã qua kiểm định chất lượng, tất cả mọi thứ đều là ok hết thì mới được phép đưa vào trong kho hàng và đưa lên kệ như thế này cả nhà. Đây là dầu cá này, đây là dầu cá, rất là nhiều sản phẩm. Đây, đây là một cái khu A, khu A là những cái sản phẩm nhẹ đó, mình để trên đây. Đây là dòng qua bên đây nữa xem. Còn bên kia là khu B là dành cho những cái sản phẩm nặng. Rất là rộng cả nhà, cái hàng là cả mấy ngàn mét vuông, chứa rất là nhiều. Rocky đã làm hết tất cả mọi khâu cho những nhà phân phối rồi, từ khâu nhập hàng cho đến kiểm định cho đến đóng gói và ship hàng. Mình chỉ việc Ngọc Lâm chỉ cần làm nhà phân phối và vào để tư vấn và bán hàng thôi. Giống như là Ngọc Lâm được phép mở một cái siêu thị online riêng đó để mình bán tất cả những sản phẩm trên này thì thông qua Rocky. Đây là sữa này, sữa hộp. Ủa, sữa này có luôn sữa đậu nành. Sữa đậu nành có luôn, sữa hộp đậu nành nè. Có nha, sữa hộp đậu nành có, nước uống trái cây nhập khẩu từ Phần Lan về á. Cái này có lên kệ, có lên web cái gì? Có rồi. Sao em không thấy nhỉ? Do là nhiều quá em chưa được đến. Nhiều quá. Là nhiều sản phẩm đó. Cái này sản phẩm cái đó là collagen phải không? Collagen nhân sâm này. Wow, rất là nhiều, cả nhà Ngọc Lâm mình xem chưa hết nữa luôn á. Ngọc Lâm đã review hết và sẽ giới thiệu tới tất cả các mặt hàng ở đây. Cái trang web cho mọi người đây. Đây là Hà Lít 21 đây, Hà Lít 21 và Hà Lít 21. Này Ngọc Lâm ơi, ở đây là có cốt súng chay nha. Dạ, dạ. Cái sản phẩm này là có cốt súng chay. Rồi. Ngọc Lâm là ăn chay trường ở cả nhà. Bây giờ ở đây có cái món cốt sắp chay luôn nè. Mai mốt là Ngọc Lâm sẽ sử dụng và giới thiệu tới mọi người nha. Thấy chưa? Rất là nhiều món. Trong đây là người thường, người ăn chay ăn mặn thì đều có những sản phẩm để xài được hết. Rất là tuyệt vời. Cái kho hàng lớn ở cả nhà ơi. Mát quá trời luôn. Đây, Biken Pinasugon. Anh đưa cho em một hộp đi. Đây là một cái sản phẩm Biken Kina Sai Gold này cả nhà, là về chống phòng ngừa đột quỵ đây cả nhà. Sản phẩm này rất là chất lượng, đến từ Nhật Bản, cho nên là thời gian tới Ngọc Lâm sẽ chia sẻ sản phẩm này cho tất cả mọi người nhé, để có thể xài sử dụng để bảo vệ sức khỏe của mình nhé. Rất là cảm ơn mọi người, rất là nhiều sản phẩm chất lượng, toàn là sản phẩm chính hãng không ấy cả nhà. Mọi người đến với Rocky và xài các sản phẩm của Rocky ở đây thì mọi người nên yên tâm nhé. Ở đây là đã đảm bảo chất lượng an toàn tuyệt đối và kiểm định rõ ràng hết rồi, cho nên là khách hàng cứ sự yên tâm sử dụng. Kem đánh răng, kể cả kem đánh răng. Khi giao hàng thì khách hàng có cứ mở ra để kiểm tra và thanh toán thôi. Ở đây là kem đánh răng Delta, rất là chất lượng. Và bạn Ngọc Lâm trong một khoảng thời gian ngắn thôi, thay khi mà đồng hành cùng với Rocky, bạn đã kịp chia sẻ cái cơ hội này cho một người bạn trong cùng nhóm. Đây là bạn Liên. Đây, mọi người cũng nhìn thấy bạn Liên thì cũng là một người trong tổ chức tập
nhưng mà hai bạn với một cái ý chí nghị lực quyết tâm vô cùng, và Ngọc Lâm với lại Liên là mong muốn mình là những cái người làm phát triển kinh doanh rất là tốt. Khu B, khu là khu A là dành cho những hàng để nhẹ, có thể lan tỏa cái điều này đến cho nhiều người trong cuộc sống chưa được may mắn vẫn có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cái này có cái mạch đi chuyển đó nha, có cái mạch đi chuyển. Cảm ơn Giang Chí, cảm ơn đây là tập trung. Cả nhà Ngọc Lâm tới đây là thấy thích quá cả nhà. Đây là đồng trùng hạt áo. Trung nhân. Những sản phẩm là đảm bảo được chất lượng thì mình mới đưa vào bên trong. Đây là cái khu nhập hàng. Đây là cái nơi kiểm định chất lượng sản phẩm khi mà nhập vào ở cả nhà. Thì các nhân viên đang kiểm định từng sản phẩm một và đầy đủ tiêu chuẩn thì mới được đưa vào kho như cả nhà. Đó, rất là làm việc rất là có quy trình và mọi thứ đều rất là chặt chẽ. Đây Ngọc Lâm rất là tin tưởng Dog Bee cả nhà. Ngọc Lâm có thể chia sẻ với tất cả mọi người một chút về cái cảm nhận khi em đến thăm cái trung tâm xử lý đơn hàng này như thế nào không? Rộng quá, cái này chắc có mấy ngàn mét vuông. 2.500 mét vuông. Một cái trung tâm xử lý đơn hàng như thế này thì rộng đến 2.500 mét vuông cả nhà. Nên là tất cả những anh chị đang còn chần chờ cơ hội không gõ cửa nhiều lần nhé cả nhà nhé. Vâng ạ, với cơ hội này thì dành cho tất cả mọi người, từ những anh chị mà mong muốn chỉ đơn còn hàng ngày đều một hai mươi năm làm thêm đã đưa những dòng và đến những anh chị nhà nước, đến những bác sĩ, những là hàng tiêu dùng hàng ngày, các chủ doanh nghiệp mong muốn xây dựng cho một cái kinh doanh song song thì các vị này là mẹ đã hiểu được tất cả yêu cầu của các anh chị kinh doanh. Rồi bây giờ chúng ta cùng giao lưu với thầy giáo Ngọc Lâm một chút ha. Rồi thôi bây giờ chị Huệ đóng vai phỏng vấn đi ha. Rồi hôm nay rất là vui khi mà được mời cả Lan và cả vợ của đây là bạn em là Liên. Liên rồi. Vậy thì chị muốn mời các bạn chia sẻ một chút cái cảm nhận khi ngày hôm nay được tận mình xuống tận nơi này và được xem cho nên được tham quan trung tâm xử lý đơn hàng của Robby. Các bạn chia sẻ một chút về cái cảm nhận của mình được không ạ? Chào cả nhà nha. Thì cũng đã một tháng là Ngọc Lâm tham gia là thành viên và đối tác kinh doanh của Robby. Và Ngọc Lâm bữa giờ là tìm hiểu về Robby rất là kỹ và xem xét những cái sản phẩm, quá trình bán sản phẩm của Robby. Hệ thống của Robby thì hôm nay Ngọc Lâm mới có dịp xuống thăm kho hàng, một cái kho rất là lớn ở dưới phường Phước Long A, Thủ Đức, 54B Nam Hòa, phường Phước Long A, Thủ Đức. Thì đây là một cái kho gần 3.000 mét vuông và trên kệ đây là rất là nhiều sản phẩm, là cũng 2.000 sản phẩm đang được trưng bày trên kệ. Thì nơi đây là nơi kho hàng và nơi trung tâm xử lý đơn luôn của mỗi ngày của Robby luôn tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thành phố Robby còn có một cái đơn hàng ở cái kho hàng ở ngoài Hà Nội nữa. Thì hôm nay Ngọc Lâm rất là vui khi mà xuống đây thăm cái kho hàng, thấy Robby làm việc rất là có quy trình và rất là tốt, sản phẩm được đóng gói rất là an toàn, chất lượng rất là đảm bảo. Thì trước khi những cái hàng hóa được đưa vào kệ của Robby á thì đã qua kiểm định chất lượng và đầy đủ hết những giấy tờ cho phép lưu hành thì mới được đưa lên kệ của Robby. Đó cho nên Ngọc Lâm rất là yên tâm để mà trong thời gian tới phát triển cái kênh bán hàng cùng với Robby, mong là sẽ đem lại được những cái sản phẩm tốt, giá trị đến cho tất cả mọi người để mọi người có những cái sức khỏe tốt nhất. Xin cảm ơn chị. Cảm ơn Ngọc Lâm. Mời em có thể chia sẻ một chút cảm nhận của mình không? Chị Huệ. Dạ, em chúc
tiên là em cảm ơn anh Lâm trước, tại vì qua anh Lâm em mới biết được chị Huệ. Thì em cũng kinh doanh nhiều mặt hàng rồi nhưng mà em chưa có được trải nghiệm như thế này. Thì hôm nay là thực sự là anh giới thiệu vô là em cũng tin tưởng, tại vì cái uy tín của anh rất là thiệt thà, anh cũng giúp em. Nhưng mà cái lúc đầu thì em cũng còn hơi lo sợ, nhưng mà cũng không lo sợ lắm, là vì là chị đã giúp em tự tạo điều kiện cho em, anh chị tự tạo điều kiện cho em, thì em thấy cũng có phần yên tâm rồi. Nhưng mà hôm nay xuống đây là em thấy cái chỗ thiết bị này nó hoành tráng, là làm anh rất là có cái quy trình, rất là mình nhìn vô là mình đã thấy tin tưởng rồi, cho nên là em sẽ quyết tâm học hỏi ở anh để em kinh doanh sau này. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Chúng ta cùng nhau cố gắng ha. Ok, đó hai bạn đây là người bảo trợ của bạn Liên này. Các anh chị biết không, ngày hôm nay rất là xúc động, bởi vì khi mà Huệ đến thăm vợ chồng bạn Lâm trong một cái cơ duyên được kết nối một người anh đó là anh Sang ở Bình Phước á, thì bạn Ngọc Lâm trước đây là học xong và đúng là trời chiều, khi mà thầy Sang thì con vẫn rất là xúc động, đồng thời vẫn rất là muốn trao đến cho các bạn cái cơ hội mà mình đang kinh doanh và muốn mời các bạn đồng hành cùng. Và rất là cảm ơn Ngọc Lâm cũng như là cảm ơn em Liên là đã đón nhận, đã tin tưởng, đã đón nhận. Và ngày hôm nay thì một lần được đưa các bạn đến đây để mà xem trung tâm xử lý đơn hàng. Ở đây là trung tâm số 1 tại Hồ Chí Minh. Còn chúng ta có một cái trung tâm tương tự như thế này nữa ở ngoài Hà Nội để phục vụ cho khu vực phía Bắc. Thì cũng đã nghe được những cái cảm nhận của các bạn rồi. Và hôm nay, sau buổi hôm nay thì hai bạn đã đủ tự tin. Thứ nhất là mình đủ tự tin để mà phát triển kinh doanh rồi, và hai bạn đã đủ tự tin để lan tỏa, để chia sẻ cái mô hình kinh doanh tuyệt vời này đến với những người bạn trong cái cộng đồng của mình chưa? Dạ, hôm nay nó là rất yên tâm thì em rất là yên tâm. Đi hôm nay đó là mấy ngày nay em rất là mệt khi ở trên xe hết tỉnh này tới tỉnh khác, nhưng mà hôm nay em đi tới đây là tự nhiên cảm thấy khỏe. Tự nhiên cảm thấy khỏe hả? Thấy cái màu hàng của Lopi hoành tráng quá. Dạ. Nó đảm bảo tất cả mọi thứ thì thấy rất là yên tâm. Tại vì bán hàng online thì nó rất là nhiều, nhưng mà mình có một cái nguồn sản phẩm uy tín chất lượng, thì với lại đảm bảo cái sức khỏe cho người tiêu dùng nữa, thì Ngọc Lâm rất là yên tâm. Ngọc Lâm sẽ cố gắng cùng với các bạn để phát triển những cái sản phẩm của Rocky đến với mọi người, và hỗ trợ lại cho những cái bạn khuyết tật khác, những đồng đội khác muốn cùng tham gia với Ngọc Lâm nha. Xin cảm ơn Ngọc Lâm, xin cảm ơn bạn Liên và cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi chúc cho hai bạn và tất cả những người bạn của chúng ta sau này sẽ phát triển thật tốt công việc kinh doanh của mình, vừa giúp mình, vừa giúp đời, vừa giúp được người khác, đúng không ạ? Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển ra phía ngoài để chúng ta đi tham quan lại một lần nữa, đó là cái quy trình A.